Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài sản đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Sau đây là những thông tin chính của bản tin. 1. Thông tin vĩ mô. ANB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2021. Với cập nhật dự phóng kinh tế châu Á, ANB cho rằng biến chủng Delta lây lan nhanh và tốc độ tiêm vaccine chậm chạp sẽ khiến các nền kinh tế Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương giảm tốc độ tăng trưởng năm 2021. Tốc độ tiêm chủng vaccine sẽ là yếu tố quyết định cho sự phục hồi kinh tế cho các nước châu Á. Xu hướng đầu tư thị trường mới nổi, trái phiếu là kênh ưa thích. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kênh trái phiếu của các thị trường mới nổi đã hút tổng cộng 99,2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, 2,2 tỷ USD đã bị rút ra khỏi kênh cổ phiếu ở các thị trường mới nổi. Cầu vị rủi ro của nhà đầu tư vào thị trường mới nổi ngày càng thấp, khi các nước này gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và bắt kịp các nước phát triển trong việc tiêm chủng vaccine. Trái phiếu vẫn sẽ là kênh đầu tư ưa thích hơn tại các thị trường cho đến hết năm 2021, khi kênh cổ phiếu chỉ thực sự hấp dẫn trong trường hợp các nước mới nổi có triển vọng nổi bật hơn hẳn các thị trường phát triển. Thương mại Mỹ-Trung, như COVID-19 và thuế quan chưa từng xảy ra. Theo Bloomberg, Mỹ, Trung đang giao thương hàng hóa với tốc độ nhanh nhất nhiều năm, như chưa từng có cuộc chiến thuế quan và đại dịch. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đang ở mức cao nhất lịch sử. Sau 18 tháng kể từ khi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của Mỹ, Trung được ký, cán cân thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục mất cân bằng, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa của Mỹ đang giúp kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tăng kỷ lục. Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận chính sách tỷ giá USD trên Việt Nam đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ đã đạt được thỏa thuận liên quan đến chính sách tỷ giá USD trên Việt Nam đồng, khẳng định Việt Nam không vi phạm thao túng tỷ giá, nhằm điều chỉnh cán cân thanh toán có lợi cho Việt Nam, giành lợi thế cạnh tranh không công bằng hay phá giá đồng Việt Nam đồng. Thực tế, đồng Việt Nam đồng đã bắt đầu tăng giá vào đầu năm 2020 và hiện đang tiệm cận mức 23.000 Việt Nam đồng trên USD, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Thỏa thuận về chính sách tỷ giá với Mỹ là dấu hiệu cho thấy ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tăng giá Việt Nam đồng trong tương lai, qua đó tăng sức mua của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nhập siêu 3 tỷ USD tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2021. 2. Kênh cổ phiếu. Bức tranh kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2 năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết. Tính tới ngày 23 tháng 7 năm 2021, có 275 doanh nghiệp niêm yết, chiếm 16% vốn hóa thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021. Doanh thu của các doanh nghiệp tăng 53,57% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 34,42% so với cùng kỳ, với sự đóng góp chính đến từ ngành ngân hàng và ngành nguyên vật liệu, đóng góp lần lượt 26,2% và 9,4% lợi nhuận sau thuế toàn thị trường. Tuy nhiên, tăng trưởng trong quý 3 hiện đang đối mặt với thách thức lớn, đó là thứ nhất, COVID-19 bùng phát trên diện rộng, và thứ hai, quý 3 là thấp điểm tiêu thụ thép và giá thép trong nước đang hạ nhiệt. PVGAT hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận 2021 trong 6 tháng. Trong quý 2 năm 2021, GAT ghi nhận doanh thu đạt 22.702 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng với tốc độ chậm hơn, nên lợi nhuận gộp đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 57,5% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, tổng công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.301 tỷ đồng, tăng 334,3% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm 2021, GAT ghi nhận doanh thu đạt sấp xỉ 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23.2% và 4.1% so với thực hiện trong 6 tháng đầu năm trước. IPS 6 tháng đạt 2.116 đồng. Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên của GAT đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2020. Ngược lại, lãi sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng, giảm 12% và cũng là kết quả thấp nhất trong 9 năm trở lại đây, kể từ 2012. Như vậy, nửa đầu năm, GAT đã thực hiện 57,3% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021. 3. Kênh thu nhập cố định, tiền gửi tháng 7 năm 2021, chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Biểu lãi suất huy động không biến động trong tuần từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7. Các yếu tố hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng. Xu hướng giữ lại lợi nhuận thay vì trả cổ tức tiền mặt. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của 32 ngân hàng đạt 124.000 tỷ đồng. Các ngân hàng niêm yết đã giữ lại 92.6% lợi nhuận. Các khoản thu đột biến như VPB bán 49% vốn FE Credit, 32.000 tỷ hay phí trả trước từ các thỏa thuận Banca Susan, VCB, 9.000 tỷ đồng, CTG, 8.5 nghìn tỷ đồng, ACB, 8.000 tỷ đồng. Các ngân hàng tiếp tục phát hành trái phiếu,
cổ phiếu bổ sung vốn dài hạn. Thanh khoản hệ thống ổn định cùng với việc ngân hàng nhà nước mua kỳ hạn 6 tháng 7 tỷ USD trong quý 1 năm 2021 và sẽ đưa vào hệ thống 170.000 tỷ Việt Nam đồng trong quý 3 năm 2021 sẽ giúp mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục giữ ở mức thấp. Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2021, trong tháng 7 năm 2021, có 18 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 13.102 tỷ đồng. Nhóm ngành ngân hàng vươn lên xếp vị trí số 1 về giá trị phát hành với 9.920 tỷ đồng. Trong đó ACB phát hành 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 3.5 đến 4% mỗi năm. BIDV phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 6.03% trên năm. Ngành bất động sản xếp vị trí số 2 với tổng giá trị phát hành đạt 2.062 tỷ đồng. Ngân hàng có thể tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về phát hành trái phiếu do nhu cầu tín dụng cuối năm của nền kinh tế sẽ phục hồi sau kiểm soát dịch, song song còn có ngân hàng nhà nước nới room tín dụng để cho vay mới. 4. Kênh tài sản khác, bất động sản, giá căn hộ Hà Nội tăng 10 quý liên tiếp, giá chào bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội trong quý 2 đạt hơn 36 triệu đồng mỗi mét vuông. Giá bán căn hộ tăng trung bình 14% trên năm từ năm 2017 đến nay, Cầu Giấy, Long Biên tăng 12% trên năm. Chênh lệch giá bán giữa thành thị và ngoại ô được thu hẹp do hạ tầng được đầu tư, 8.93 tỷ USD dành cho đầu tư hạ tầng 2021 đến 2025. Xu hướng dịch chuyển xa trung tâm, từ năm 2021 huyện ngoại thành cung cấp 27% nguồn cung. Chú ý các doanh nghiệp có quỹ đất ngoại thành với giá vốn tương đối thấp, VF, Vinhomes Cổ Loa, Mễ Trì, SCS, Nam An Khánh, Văn La, Tiến Xuân, tương lai của Talecoi liệu có sở tây bồ. Trong cuộc điều trần với Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Fed cho biết không mua đồng tiền ảo, đặc biệt là những đồng Talecoi. Talecoi có an toàn, Talecoi chỉ những đồng tiền ảo neo vào tài sản thực như tiền giấy hay vàng, ví dụ Tết He. Talecoi bên ngoài thì được neo buộc vào tiền thật, nhưng thực chất không được bảo lãnh bởi chủ quyền tiền tệ mà bởi tài sản tài chính. Động lực để phát hành tiền số của Fed là xóa sổ những đồng Talecoi này. Sẽ không cần đến Talecoi, sẽ không cần đến tiền ảo nếu như có một đồng tiền kỹ thuật số của Mỹ. 5. Câu chuyện đầu tư, quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Sự kết hợp giữa các tài sản. Ở đây chúng tôi sẽ kể về hai nhân vật nổi tiếng với sự kết hợp các loại tài sản trong danh mục. Thứ nhất là ông Jay Dalio, danh mục mọi thời tiết, với 30% cổ phiếu, 30% trái phiếu dài hạn, 20% trái phiếu thả nổi và 20% là vàng. Kết quả hiệu suất đầu tư danh mục đạt mức tương đương trung bình 20 năm của quỹ chỉ số, trong khi sự biến động ít hơn. Thứ hai là ông Curtis Davis, cổ phiếu rùa và cổ phiếu thỏ. Cổ phiếu thỏ là những cổ phiếu tăng trưởng nhanh, giá cổ phiếu đắt theo tiêu chuẩn hiện tại. Cổ phiếu rùa là những cổ phiếu có cổ tức đều đặn, tỷ suất cổ tức cao, giá ít khi giảm trong điều kiện thị trường giảm. Khi xảy ra khủng hoảng hoặc suy thoái, cổ phiếu thỏ giảm giá mạnh, trong khi cổ phiếu rùa không giảm hoặc giảm ít hành động. Bán bớ cổ phiếu rùa và mua cổ phiếu thỏ hoặc lấy cổ tức từ rùa để mua thêm thỏ. Ứng dụng trong đầu tư, danh mục đầu tư của bạn sẽ có 3 lớp bảo vệ khi thực hiện. Lớp 1, tỷ lệ phân bổ đều giữa các phân lớp tài sản, tham khảo, tỷ lệ 70 cổ phiếu, 30 trái phiếu. Lớp 2, cổ tức của rùa dùng để mua thêm thỏ. Lớp 3, bán bớt rùa để mua thêm thỏ. Trên đây là bản tin kinh tế trước giờ giao dịch ngày 26 tháng 7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng ngày mai.